Mến chào quý Phật tử đến với buổi tập tiếp theo cùng với Kim Toàn của ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay Kim Toàn đã chia sẻ với cô chú anh chị một cái cách để kiểm tra test cái sức khỏe của mình hiện tại đang ở cái ngưỡng nào đó. Rất nhiều người chỉ biết rằng mình là khỏe mạnh và tự nhận mình là khỏe mạnh, và Kim Toàn biết được rằng là đa số đàn ông người Việt là rất và tự ngộ nhận mình là khỏe mạnh. Tuy nhiên thì đúng là khỏe thật, nhưng chúng ta chỉ duy trì sức khỏe tầm khoảng dưới 40 tuổi đấy nhá. Còn từ 40 tuổi trở lên thì đa phần ai cũng có một chút bệnh tật. Có thể là có một vài cái bệnh lặt vặt như là mũi này, xoang mũi này, hay là dạ dày này, hay là liên quan đến đại tràng, hay là liên quan tới cái đường gọi là đường bài tiết của chúng ta, đúng không? Nhưng mà sau mỗi một vài năm đấy thì cái bệnh cũ chưa kịp khỏi thì chúng ta lại bồi thêm một vài cái bệnh mới. Tất cả những cái bệnh đó nó không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng sức khỏe của chúng ta. Nó không làm cho chúng ta phải, có thể là không làm chúng ta mất mạng, nhưng nó làm cho cái chất lượng sống của chúng ta nó giảm đi. Có thể trước đây tầm khoảng 30 tuổi đổ lại đấy, đổ lại trẻ lại đấy, thì chất lượng sức khỏe của chúng ta tính theo thang điểm là từ 1 đến 10 thì có thể lúc đó là 10 điểm nhá. Nhưng sau tầm khoảng 31, 32, 33, 34 thì cái thang điểm chất lượng sức khỏe nó giảm dần xuống còn 9, 8, 7, 6, 5. Có thể là đến 40 tuổi thì các bạn chỉ cảm thấy rằng là mình chỉ được khoảng tầm 70% như thời kỳ mà mình trẻ. Thời kỳ mình trẻ trung nhá. Sau đó thì đến tầm khoảng 45, 46 tuổi thì chúng ta chỉ cảm thấy rằng là sức khỏe của mình có lẽ là chỉ còn được khoảng tầm 50% như cái thời kỳ mà mình cảm thấy rằng là khỏe mạnh nhất. Và rồi đến 50 tuổi thì có lẽ là chúng ta chỉ cảm thấy rằng là chỉ còn được khoảng 40%. Lý do rất đơn giản này, là chúng ta không khai thác được tất cả những cái loại sức khỏe đang ngủ quên ở trong người chúng ta. Mà để làm được điều đó đấy thì chúng ta phải có cái kế hoạch nâng cấp sức khỏe, chứ không phải nói rằng là mình khỏe và chúng ta không hề biết rằng là mình có tới 5 loại sức khỏe nhé. Thì Kim Toàn đã liệt kê rất là nhiều lần ở trong các cái video trước rồi, đúng không? Sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo và sự linh hoạt. Chúng ta có tới 5 loại sức khỏe, nhưng để kích hoạt được 5 loại đó lên nhé, theo cái thang điểm từ 1 đến 10 như vừa rồi đấy, thì chúng ta cần phải có cái kế hoạch ăn như thế nào ra làm sao, uống như thế nào ra làm sao, ngủ nghỉ như thế nào ra làm sao, sinh hoạt và cắt bớt những cái thói quen không lành mạnh đi và thay vào đó vào những cái thói quen lành mạnh để nâng cấp những cái loại sức khỏe đang ngủ quên trong người ta. Có thể là bây giờ chúng ta đang khỏe chỉ đơn giản là sức mạnh thôi, chúng ta bê vác được rất là tốt, nhưng chúng ta lại không có sức bền. Mình có thể làm sao không thể làm được những cái việc mà nó nhỏ thôi, nhưng mà nó kéo dài hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, thậm chí là cả thập kỷ. Mình không hề có những cái loại sức khỏe đó. Ví dụ như chúng ta có thể là lao động chân tay rất là tốt, nhưng chúng ta không thể ngồi là nghe thầy cô giảng, hoặc là ngồi nghe Kim Toàn chém gió nói chuyện cảm thấy rằng là ui dồi đau đầu lắm, cái ông này ông dạy yoga mà sao mà ông lào bào nói nhiều thế, đau hết cả đầu. Có là các bạn không có sức khỏe lắng nghe các kiến thức mà Kim Toàn chia sẻ, thì đó chính là gì ạ? Các bạn không có sức bền. Ngoài ra thì không có sức dẻo. Thì sức dẻo thì Kim Toàn đã test kiểm tra ở rất nhiều các cái bài tập trước nhá, rằng là làm sao các cái động tác chúng ta bẻ nó cứng lắm, nó co, nó chối lắm. Ví dụ như động tác Kim Toàn làm luôn này, đè xuống như này, đau lắm, ôi dồi, nó phải nhổm như này, chứ hạ xuống này, ôi dồi đau, đúng không? Có nghĩa là cái mặt trên đùi của chúng ta nó rất là cứng, không có sức dẻo, đúng không? Không có sức bền, sức nhanh thì mất đi rồi. Trước đây cái xe mà nó chúng ta đang đi trên đường tham gia giao thông ấy, có một cái xe ngược chiều nó va chúng ta chẳng hạn đấy, nó chuẩn bị va vào, ôi mình rất là nhanh nhẹn, mình lao ra, mình nhảy ra khỏi cái xe mà mình thoát khỏi cái tình huống tệ đó ngay. Nhưng bây giờ mình già rồi, mình chậm chạp rồi, cái xe nó lao về phía mình cứ đứng lên, mình muốn nhảy lắm, cái não bộ của mình bảo điều khiển cơ thể ơi, nhảy đi, né đi, tránh đi, nhưng bây giờ nó cứ chất chân một chỗ thôi và nó không có tạo ra được cái kết quả như mình mong muốn, đúng không? Hoặc là nam giới thì có thể là rất tốt về cái việc là có sức nhanh, nhưng mà làm sao rất kém về cái việc có sức bền, sức dẻo và sự linh hoạt. Nhưng ngược lại với điều đó thì nữ giới lại có sẵn trong người cái sức dẻo và sức bền cùng sự linh hoạt. Thì các bạn có thấy rằng giả thiết như bây giờ các bạn là nữ giới, các bạn có cả 5 loại sức khỏe, vừa khỏe như nam giới, vừa nhanh như nam giới, vừa bền, vừa dẻo, vừa linh hoạt như nữ giới. Vậy thì những cái điều tuyệt vời như vậy, tội gì chúng ta không làm, đúng không? Và để chứng minh rằng là cái lý thuyết của Kim Toàn, cái công thức mà của Kim Toàn, cũng như là toàn bộ các kiến thức, cũng như cái công việc Kim Toàn đang lao động và làm việc hàng ngày đã đem lại những cái giá trị vô cùng to lớn cho cộng đồng nhé, thì sau đây mời các bạn quan sát cùng với Kim Toàn là một cô người mẫu. Cô năm nay là 67 tuổi, cô tên là cô Đào Bốn, và cô là một trong những học viên mà rất là ưu tú của Kim Toàn. Mặc dù cô tập cũng chẳng nghiêm túc lắm đâu, nhưng được cái là cô tập rất là đều. Và sau đây mời các bạn cùng tập luôn với cô Bốn cùng với Kim Toàn nhé. Giới thiệu với các bạn, đây là cô Đào Thị Bốn. Năm nay là cô 60 mấy tuổi cô nhỉ? 68. 68 tuổi. Vâng, cô tập yoga cùng với Kim Toàn được hơn chục năm rồi. Thì cô sẽ làm mẫu để chứng minh cái bài tập của ngày hôm nay, là rất nhiều bạn cứ tưởng là mình khỏe. Có nghĩa là mình chỉ nghĩ là mình khỏe, mình nói miệng thôi, chứ mình không test kiểm tra được là mình khỏe đâu, khỏe như nào ra làm sao. Thì ở đây là một cô học viên, cô tập rất là lâu năm rồi, và cô là một người rất là nghiêm túc trong cái việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì cô sẽ cùng với Kim Toàn để chứng minh cái điều rằng là khỏe là phải đo lường được bằng con số, thông qua động tác, tư thế hoặc là các thói quen sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải là chúng ta cứ nói khỏe là khỏe nhé. Rồi, cô chuẩn bị vào lớp cùng với Kim Toàn nhé.
và test chứng minh rằng các bạn thấy rằng là sức khỏe là được đo lường bằng cái gì đó cụ thể chứ không thể là nói miệng hay là nói cứng miệng nhá. Rồi nào, mời cô bốn chuẩn bị. Chúng ta đến với bài suối nguồn tươi trẻ. Động tác đầu tiên nằm ngửa xuống, nằm xuống, nằm vào trong thảm đấy, nằm vào trong thảm. Đó, cô nằm nuôi lại một tí nữa, vào trong thảm. Nuôi lại một tẹo chút xíu nữa. Rồi chuẩn bị nào. Mỗi động tác chúng ta thực hiện 21 lần và lặp đi lặp lại. Kim Toàn nhắc cái đầu thì các bạn nằm bên đó nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. Hít vào, nâng chân lên, gập cả đầu lên. Hạ xuống, thở ra, lần thứ nhất. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ hai. Hít vào, nâng chân, gập đầu. Thở ra, lần thứ ba. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ tư. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ năm. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ sáu. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ bảy. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ tám. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ chín. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ mười. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ 11. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ 12. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ 13. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ 14. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần 15. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần 16. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần 17. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần 18. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần 19. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ 20. Hít vào, nâng chân. Thở ra, lần thứ 21, lần cuối. Rồi giải lao khoảng 30 giây. Đây là bài tập yoga có tên là Suối Nguồn Tươi Trẻ. Tuy nhiên thì Kim Toàn đã cắt đi vài động tác rồi để tập trung vào những động tác chính thôi, mang cái mục đích là test kiểm tra sức khỏe của các bạn. Như các buổi trước thì Kim Toàn cũng có chia sẻ rằng là sức khỏe của chúng ta gồm có 5 loại sức khỏe, bao gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo và cuối cùng là sự linh hoạt. Tuy nhiên thì chúng ta không biết rằng là mình có tới 5 loại sức khỏe mà chỉ nghĩ rằng là mình khỏe thôi. Lý do đơn giản là các bạn không tìm hiểu những cái kiến thức về sức khỏe, thì cho dù là mình có đi tìm kiếm bằng mọi cách, bằng mọi công cụ và các nguyên liệu, nguồn lực nhiều nhất có thể đi chăng nữa, và chúng ta chỉ tìm tới cái cách là tìm lại những cái gì mà mình đã mất, thì đây là một cách có thể là cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì ngoài cái việc mà mình tìm lại những cái sức khỏe mình đã mất đi, thì chúng ta còn rất nhiều những loại sức khỏe đang ngủ quên trong cơ thể của mình. Chính xác là vì chúng ta không biết nó có tồn tại ở trong cơ thể của mình và mình không biết cách kích hoạt nó lên. Thì thay vào cái việc chỉ tìm kiếm những cái sức khỏe mà mình đã mất, thì chúng ta còn có cách là khai thác nên những cái tiềm năng đang ngủ quên ở trong cơ người của mình, đúng không? Và cụ thể là sức nhanh, sức bền, độ dẻo và sự linh hoạt. Và thông qua các tư thế chuỗi bài tập thì chúng ta tự động biết cách tìm kiếm những cái loại đó ra, cũng như là khai thác để dùng dần, tránh cái trường hợp là nguồn sức khỏe chính của chúng ta thì bị kiệt lực, trong khi đó thì các cái nguồn khác thì đang ngủ quên. Và Kim Toàn có nhớ ở đâu đó trong quá khứ có người từng nói rằng, có khá nhiều người từng nói rằng nhé, là chúng ta đang ngủ quên ở trên một đống thuốc mà lại có vấn đề về sức khỏe,
là người Trung Quốc họ nói rằng như vậy đấy. Rồi, động tác tiếp theo nhá, động tác thứ hai. Thế thứ ba, thế lạc đà. Nào, chuẩn bị này, hai bàn chân dựng chắc lên. Cách làm rất là dễ thôi, cứ nhìn một lần là chúng ta có thể làm được luôn. Chuẩn bị này. Bắt đầu, hít vào tay chống hông, ngửa người về sau càng xa càng tốt. Rồi cuộn người lên, thở ra. Buông tay xuống, đúng rồi. Lần thứ nhất, hít vào ngửa người về sau, càng xa càng tốt. Nên thở ra. Lần thứ hai, hít vào ngửa người, cứ lựa theo sức của mình nhá. Lên, thở ra. Lần thứ ba, hít vào ngửa người, càng xa càng tốt. Lên, thở ra. Lần thứ tư, hít vào ngửa người. Nên, thở ra. Lần thứ năm, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ sáu, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ bảy, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ tám, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ chín, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ mười, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ 11, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ 12, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ 13, hít vào ngửa người. Cứ xa được đến đâu thì làm đến đó. Lên, thở ra. Lần thứ 14, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ 15, hít vào ngửa người. Nên, thở ra. Lần thứ 16, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ 17, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ 18, hít vào ngửa người. Lên, thở ra. Lần thứ 19, hít vào ngửa người. Nên, thở ra. Lần thứ 20, hít vào ngửa người. Lần cuối nào. Lên, thở ra. Lần thứ 21. Rồi, thì đứa trẻ nhé, khép hai gối lại, duỗi dài hai tay về sau, cúi đầu của mình xuống, thả lỏng vai và gáy, hạ cái mông về phía cái gót chân. Rồi, được càng nhiều càng tốt nhá. Thôi thoải mái thả lỏng, duỗi hai tay về sau. Đúng rồi, càng thư giãn càng tốt, cứ được đến đâu hay đến đó. Vừa rồi là động tác thứ hai, các bạn có thể nhìn thấy ngay nhé. Có những cái loại sức khỏe thì chúng ta hay gọi rằng là tôi khỏe mạnh, thì thường mọi người hay là chỉ nghĩ rằng là mình khỏe thôi. Thực ra là chúng ta mạnh chứ không phải là khỏe nhé. Tuy nhiên thì còn bốn loại sức khỏe nữa có tên rất là rõ ràng: sức nhanh, sức bền, độ dẻo và sự linh hoạt. Sức nhanh là chúng ta tạo ra những cái tốc độ rất là lớn trong thời gian ngắn. Sức bền có nghĩa là chúng ta có nhiều sức khỏe lao động và bền bỉ, đúng không? Sức dẻo có nghĩa là cơ thể chúng ta rất là mềm, dẻo, dẻo dai, thì lát nữa đến những cái động tác test kiểm tra như vậy. Và cuối cùng là cái sự linh hoạt uyển chuyển, có nghĩa là chúng ta thay đổi các loại sức khỏe liên tục trong ngày, trong tháng, trong quý, trong tuần, trong năm và ở các loại vận động khác nhau, hay là các công việc, mô hình lao động và làm việc khác nhau nhé, để giúp chúng ta tránh làm sao nó bị kiệt một loại sức. Và thường Kim Toàn để ý thấy rằng là đa phần mọi người là không biết cách khai thác những cái tiềm năng ở trong cơ thể của mình, dẫn tới là chúng ta làm sao bị kiệt lực. Và thực sự là ở Việt Nam thì có những cái trung tâm khai thác tiềm năng con người. Tuy nhiên thì màu sắc tập trung chủ yếu vào những cái lĩnh vực gọi là nó không ứng dụng nhiều vào đời sống hàng ngày. Ví dụ như là các lĩnh vực liên quan đến tâm linh hay là cảm xạ hay gì đó. Nhưng ở đây thì chúng ta chỉ cần nghĩ đơn giản là chúng ta có nhiều loại sức khỏe và mình tìm những cái công cụ khác nhau để khai thác những cái loại sức khỏe đó lên, nhằm cái mục đích là nâng cấp sức khỏe, nâng cấp cả sắc đẹp, sống lâu, sống khỏe mạnh nhất có thể nhé. Rồi sau đây là động tác thứ 3 nhé. Rồi chuẩn bị.
Với thế cái bàn giữa hai chân của mình về trước, hơi co một chút xíu sẽ dễ làm hơn đúng không? Tay của bốn để xa về sau một tẹo nữa, xa về sau. Rồi, chuẩn bị nhá. Bắt đầu rồi. Hít vào đẩy lên, ngửa đầu về sau, tách rộng chân ra một chút nữa, hạ xuống thở ra. Rồi mông về đúng chỗ cũ. Hít vào đẩy lên, làm sai một chút chả sao cả, hạ xuống thở ra lần thứ hai. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ ba. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ tư. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ năm. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ sáu. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ bảy. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần tám. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần chín. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ mười. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ 11. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ 12. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ 13. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ 14. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ 15. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần 16. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ 17. Hít vào lên, hạ xuống thở ra lần 18. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ 19. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ 20. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra lần thứ 21. Thôi duỗi hai chân về trước thì căng duỗi, vừa nghỉ vừa thả lỏng, thư giãn cái cột sống của mình nhé. Hơi dập dình một chút. Vừa rồi là các bạn quan sát cái động tác thứ 3 đúng không? Ở trong động tác thứ 3 này chúng ta sử dụng rất nhiều là các cái ổ khớp khác nhau, và để liên kết tất cả các cái ổ khớp đó và cùng các cái cơ quan trong ngoài cơ thể để tạo ra một loại sức khỏe mới, thì có thể lấy cái test kiểm tra như này. Có thể bình thường hàng ngày nhé, các bạn lao động và làm việc những công việc chuyên ngành của mình thì rất là khỏe, hay còn gọi là sức khỏe chuyên ngành. Nhưng thi thoảng này các bạn đi du lịch, đi lễ hội hay đi đâu đó chơi thì chúng ta cảm thấy rằng là sau khi đi chơi về thì mình cần phải di chuyển nhiều, ăn uống cũng thất thường, và mình cảm thấy rằng là mình rất là không được khỏe mạnh như cũ, thậm chí là còn rất mệt. Có lẽ là chưa đi du lịch về thì chưa ốm, mà đi du lịch đi vui chơi về thì lại ốm nhiều hơn. Thì đấy có nghĩa là một cái test kiểm tra là sức khỏe của các bạn đi theo cái chiều hướng tiêu cực, đúng không? Có thể là chúng ta lâu lâu nghỉ ngơi thì cũng vẫn phải đi chơi thôi, nhưng mà khi đi chơi cần phải có những cái loại sức khỏe để có thể chuẩn bị cho cái cuộc chơi của ngày hôm đó, chứ không phải là đi chơi xong rồi về lại mệt hơn thì lấy được sức đâu ra mà lao động làm việc hay sáng tạo, đúng không? Và Kim Toàn biết là có rất nhiều bạn rất là mệt sau khi mà mình đi chơi về, hoặc cũng có một số bạn là kể cả đi nghỉ dưỡng nhé, về cũng cảm thấy nó mệt mỏi hơn, đau người hơn. Có nghĩa là chúng ta chỉ khỏe ở trong cái chuyên ngành của chúng ta thôi, còn ngoài cái sức khỏe chuyên ngành ra thì chúng ta rất là mệt mỏi, thậm chí là còn cảm thấy cơ thể rệu rạo. Thì đúng là thay vì chúng ta làm sao nhỉ, khai thác triệt để những cái nguồn năng lượng mà mình đang sử dụng hàng ngày nó như một thói quen đấy, thì chúng ta thử nhìn sang một cái góc nhìn khác để lấy về, cũng như là tìm ra, kiếm ra những cái loại sức khỏe mà chúng ta đang có nhé. Rồi sau đây thì các bạn sẽ cùng Kim Toàn và cô tập động tác tiếp theo nhé. Động tác thứ tư này, ở trong bài thì xuống còn thứ trẻ thì gọi động tác thứ năm, nhưng mà động tác ở đây thì là động tác thứ tư. Cô lùi lại xuống một chút xíu, nằm lùi lại xuống, rồi tay chống ngang eo, kéo về ngang eo. Rồi chuẩn bị nào, bắt đầu. Hít vào đẩy ngửa người, đè về thở ra, đè về cho giúp mình. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi, rất đơn giản. Lần thứ nhất nhá, lần thứ hai này, hít vào ngửa người,
Đè về thở ra, hít mũi thở mũi hết nhá. Hít vào giữ thẳng người ra. Nằm xuống thở ra lần thứ hai. Nằm xuống. Lần thứ ba, hít vào ngửa người. Đè về thở ra cứ đùng đỉnh thôi. Đúng rồi. Hít vào giữ thẳng người. Nằm xuống thở ra lần thứ ba. Hít vào đẩy ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người. Nằm xuống thở ra lần thứ tư. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Cố gắng vuông vắn ngay ngắn một chút. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống thở ra lần thứ sáu. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Kết thúc lần thứ bảy đúng không? Tiếp tục lần thứ tám này. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 9 này. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 10. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 11 này. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 12. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người lên. Nằm xuống thở ra. Lần 13. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống thở ra. Cố bốn bình tĩnh thôi. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Thẳng tay. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 15. Hít vào thẳng người. Ngửa người lên. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng ra. Nằm xuống thở ra. Lần 16. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Lần 17 nhá. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống. Thở ra. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống. Thở ra. 59 này. Hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống. Thở ra. Lần thứ 20, hít vào, ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống thở ra. Lần cuối, hít vào ngửa người. Đè về thở ra. Hít vào thẳng người. Nằm xuống thở ra rồi, thả mỏng một chút, thư giãn một chút. Úp mu bàn chân xuống. Vừa rồi các bạn có thấy rằng là một động tác mà lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Có nghĩa là chúng ta phải sử dụng đi sử dụng lại một cái nhóm cơ nào đó. Thì con người tiến hóa cũng tương tự như vậy nhé. Chúng ta mất cả triệu năm mới bắt đầu có được cái cơ thể như bây giờ. Nhưng do là chúng ta không sử dụng cái cơ thể của mình và kích hoạt tất cả những cái tiềm năng trong cơ thể của mình, dẫn tới là cơ thể của chúng ta nó phát triển không như bình thường nữa.
Có phải là trước đây có thể là thời trẻ thì form dáng của chúng ta cũng khá là ổn, nhưng càng lớn tuổi dần lên thì chúng ta làm sao béo lên hoặc là gầy đi? Sau đó thì do là chúng ta cái đời sống văn hóa cũng như là cái môi trường lao động làm việc vui chơi giải trí của chúng ta nó khác nhau, nó không giống nhau cả. Và mỗi một người có lẽ là cái độ tuổi giống nhau nhưng mà cái form dáng hình thể cũng khác nhau rất là nhiều, chứ chưa nói đến là sức khỏe hay cảm xúc nhé. Và các bạn có nhìn thấy rằng là cô ấy 67 tuổi nhưng là làm sao rất là khỏe mạnh, rất là linh hoạt. Và Kim Toàn cũng biết rằng là có lẽ là một số cô chú anh chị hiện tại đã và đang có mặt tại cái thời điểm mà đang tập cùng với cô ấy là cũng đã cảm nhận rất nhiều về cái tình trạng sức khỏe của cô là rất là tốt tại cái thời điểm hiện tại nhé. Có thể là ở đâu đó có nhiều cô chú anh chị trẻ tuổi hơn cô rất là nhiều, nhưng mình cứ nghĩ rằng là mình già rồi, mình kém, mình yếu rồi. Nhiều khi là mình cứ ám thị mình là mình nghĩ rằng là mình già, mình yếu. Và có lẽ là sau cuối cùng là trở thành già và yếu thật thì toi à. Thì cũng giống như cái điều đó đấy, ngược lại cái điều đó đấy, có rất nhiều người thì người ta cũng là già, người ta nhiều tuổi, nhưng người ta suy nghĩ tích cực rằng là mình chưa già đâu, mình vẫn khỏe mạnh mà, mình vẫn còn làm được rất là nhiều cái việc có lợi cho xã hội, cộng đồng và cái bản thân. Thì rõ ràng là cái nguồn năng lượng nó tăng lên rất là nhiều nhá. Rồi, sau đây thì tập thêm một vài động tác nữa để Kim Toàn dần dần giải thích nhá. Thế con rắn nào? Rồi, úp mu bàn chân thật thoải mái. Cố gắng giữ thẳng cái tay của mình ra, thả lỏng cái thắt lưng nha. Thả lỏng thắt lưng nha. Tại sao cái phần thế con rắn? Tại sao cái động tác này lại gọi là thế con rắn? Vì đơn giản là toàn bộ cái thắt lưng, cái cột sống ấy nó được kéo ngửa về phía sau. Thì theo công thức ấy, cái biên độ dao động của cột sống của chúng ta khi mà kéo ngửa về sau hết cỡ và cuộn về trước hết cỡ thì nó sẽ cuộn được tối đa khoảng 2/3 vòng tròn. Nó là đối với người bình thường nhé. Còn đối với những cái vận động viên siếc thì không nói làm gì, có thể là cuộn được gần cả một vòng tròn. Vậy thì cái biên độ dao động cột sống của chúng ta mà ít hơn cái mức là 2/3 vòng tròn thì có nghĩa là cái sức khỏe của chúng ta sẽ tệ đi, chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ kém đi. Và tại sao lại gọi là cột sống mà không gọi là cột chết hoặc là cột tồn tại hay là cột gì đó mà nhất thiết phải gọi tên là cột sống? Thì có nghĩa là cái cột sống của chúng ta khi nó đạt đủ cái biên độ dao động nhất định ở ngưỡng người bình thường thì chúng ta mới có chất lượng sống ở ngưỡng người bình thường. Và Kim Toàn để ý thấy rằng là đa phần những người mà có cái đường cong sinh lý cột sống mà thiếu đấy là dẫn tới là cái sức khỏe của chúng ta sẽ rất là tệ. Thì đây các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy nhé, là từ đốt sống trên cùng đến đốt sống cuối cùng. Có lẽ thì cô chỉ cố gắng một chút xíu nữa thôi là bẻ được một nửa vòng tròn, có đúng không? Một nửa vòng tròn thì có nghĩa là gần đạt được cái ngưỡng tối đa của người bình thường rồi. Nhưng Kim Toàn đã biết này, hầu hết người bình thường không bao giờ đạt được cái ngưỡng là 2/3 vòng tròn. Ngay cả bản thân Kim Toàn cũng phải tập luyện rất là nhiều mới có thể duy trì được ở cái ngưỡng đó hoặc là trên cái ngưỡng đó một chút nhé. Rồi bình tĩnh nè, thì cho mình dựng hai bàn chân đè về. Tư thế tiếp theo. Ở tư thế này đấy thì cái biên độ của ổ khớp vai, cái biên độ dao động của ổ khớp vai, đúng không? Không cần đè quá căng. Bình thường các bạn có để ý thấy rằng là đa phần người trung và cao tuổi đấy thì cái ổ khớp vai của chúng ta nó rất là cứng và dẫn tới là cái bắp tay của chúng ta nó rất là to cực kỳ luôn. Cái vai của mình thì dày, cái phần lưng của mình cũng rất là dày, đồng thời cái cổ của mình nó ngắn lại, đúng không? Có thể là chúng ta sinh sống ở trong môi trường mà toàn những người bạn giống chúng ta, thành ra chúng ta cũng chẳng biết thế nào là đẹp cả. Nó giống như là cả một cái quần thể đấy, toàn những người xấu, gọi là xấu với nhau ấy, thì có khi là người xấu còn khen người xấu là đẹp nữa cơ. Thì trong cái quá trình Kim Toàn làm việc, Kim Toàn để ý thấy rằng là đa phần là như vậy. Còn trong trường hợp các bạn chơi thêm với những người bạn mới, ví dụ chơi với Kim Toàn có thêm những cái luồng gió mới, có những cái kiến thức mới, thì ở đó thì Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn rằng là như thế là nó chưa đẹp lắm. Một phần nó liên quan đến sức khỏe, các cụ có câu rồi đúng không, khỏe đẹp có nghĩa là chúng ta càng khỏe thì mặc định chúng ta sẽ đẹp, không có chuyện mà lại làm sao yếu đẹp bao giờ cả, mà chỉ có khỏe đẹp thôi. Có khỏe thì tự động sẽ có đẹp, chứ làm gì có chuyện mà bình thường thôi. Nhưng mà muốn có sức khỏe nhưng lại không cần đẹp, một cái câu chuyện nó rất là tào lao. Chúng ta muốn có sức khỏe thì chỉ cần có sức khỏe thì tự động sắc đẹp nó sẽ tới nhá. Còn chúng ta lại muốn đẹp nhưng chúng ta lại không cần khỏe, hoặc là chỉ cần khỏe nhưng không cần đẹp, thì cái việc này nó khá là làm sao. Nhiều khi chúng ta lại nói dối đấy, nói dối bản thân đấy. Chẳng ai là không muốn khỏe, không muốn đẹp cả. Còn quan trọng nhất là phải hành động. Mà hành động thì cần phải tìm đúng nhá, đúng cái mà cơ thể mình nó cần, chứ không phải là cái mình muốn. Thực ra là trong cuộc sống chúng ta tìm khá nhiều thứ mình muốn, có thể từ các cái thói quen sinh hoạt cũng như là các cái thói quen học tập hay là các cái thói quen tiêu dùng. Nhưng để thực sự mà lắng nghe cơ thể của mình ấy, mà biết ơn cơ thể của mình cũng như là chăm sóc cơ thể của mình thì hầu hết mọi người là chưa được trang bị những kiến thức đó. Rồi, thế căng duỗi lại, bước hai chân lên bằng hai bàn tay. Đan tay căng duỗi, đan 10 ngón tay vào nhau. Ở động tác này thì Kim Toàn sẽ hỗ trợ với cái dây kéo để cái vai, cái biên độ của khớp vai nó tăng lên. Có thể là đúng là cô chú anh chị chưa từng tập những cái dạng động tác này bao giờ, dẫn tới là mình cảm thấy rằng là nó không cần thiết với cái đời sống của mình. Đúng là chúng ta không dùng tới bao giờ nên chúng ta không biết là nó có tác dụng gì.
chứ không phải là mình không muốn tập nhá. Thì ở đây nó có cái công thức như sau. Có nghĩa là cái biên độ của cái ổ khớp vai đấy, nó càng lớn thì càng tốt. Thì đây các bạn có nhìn thấy rằng là cô 4, cô 6, 7 tuổi, mặc dù là cái biên độ của cô cũng không được nhiều, thì Kim Toàn dùng cái sợi dây để hỗ trợ để tăng cái biên độ đó lên. Cô thả lòng cổ tay đó. Rồi. Còn để mà làm được cực tốt ấy, cực tốt, cực tuyệt vời đấy, thì chúng ta không cần sợi dây, chúng ta vẫn có thể đè được tầm khoảng, các bạn nhìn nhé. Rồi, có nghĩa là cái cánh tay Kim Toàn này, nó phải đè được làm sao được tầm song song với mặt sàn. Thì đây là cái ngưỡng biên độ tốt nhất, có nghĩa là chúng ta kích hoạt được triệt để cái sức khỏe của cái ổ khớp vai của chúng ta lên. Tránh cái tình trạng là chúng ta tập nhưng mà chỉ là tập thôi. Mình cứ nghĩ mình khỏe nhưng đúng là mình chỉ khỏe thật, nhưng chỉ là khỏe một loại sức khỏe thôi. Đúng là để có kết hợp được tất cả những cái loại sức khỏe vào với nhau, để có một cái cơ thể nó hoàn hảo. Có nghĩa là vừa đẹp về vóc dáng này, vừa đẹp về năng lượng này, vừa đẹp về sức nhanh này, sức bền này, và cái độ mềm dẻo. Đúng là có rất nhiều người khỏe nhưng đi lại cứ huỳnh 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 đúng không? Trông nó không văn minh lắm. Hoặc là nhiều người đi lại thì mềm dẻo nhưng mà lại ẻo lả quá. Nhìn trông nó cứ rớt rớt, nhìn trông nó cứ hơi ghê ghê, trông nó hơi cái gì đó nó bất bình thường. Còn người mà điệu quá thì đúng là mình cảm thấy rằng là nó cứ thế nào, nó hơi giả tạo. Còn trong trường hợp khỏe quá mà thô lỗ thì trông cũng không ổn đúng không? Có nghĩa là chúng ta ngay từ cái bước đi đứng nằm ngồi quỳ bò sinh hoạt trong đời sống hàng ngày đấy, chúng ta cũng phải biết được rằng là để có thể mix tất cả những loại sức khỏe đó vào nhau, cũng như là kết hợp thật khéo léo để làm sao mà chúng ta có được cái phong thái, có cái thần thái, sức vóc đẹp nhất có thể nhé. Càng nhiều tuổi thì chúng ta cần phải càng đẹp. Cái sự đẹp ở đây không chỉ là đẹp như thời trẻ nữa, mà là đẹp lão đúng không? Còn người trẻ thì người ta gọi là xinh hoặc là dễ thương, lớn hơn một chút thì người ta gọi là đẹp, đẹp kiểu đẹp mặn mà. Còn đối với đàn ông thì đẹp nó men, trông nó rắn giỏi đúng không? Còn về già rồi thì chúng ta phải đẹp, đẹp gọi là đẹp lão, trông có sự trầm ổn, chứ không phải đi lại cứ va đập mầm rồi ngã lên ngã xuống, thì đúng là như thế gọi là hơi thô lỗ. Rồi, đặt tay vào lưng, đứng dậy. Rồi buông sợi dây ra, ngồi xuống lật cái cày, ngồi xuống lật cái cày. Rồi lật, nhích mông về trước rồi lật. Rồi động tác thì chúng ta tập thêm một vài động tác để nó kéo giãn cái biên độ cuộc sống của mình về nhiều hướng khác nhau nhé. Các bạn quan sát tiếp này. Tư thế này về căn bản là cô tách rộng cái gối bằng vai, hai đầu gối bằng vai, rồi trùng cái đầu gối chạm vào ngực vai của mình. Đúng rồi, mềm người ra, thả lỏng người ra, mềm người ra. Có rất nhiều người đấy thì có thể là các bạn vận động hàng ngày bình thường thì các bạn cảm thấy rằng là khá là khỏe mạnh, nhưng khi mà chúng ta làm những cái động tác mà lật cái người của mình lên như thế này, mình cảm thấy nó sợ lắm, nó giống như cái kiểu như hoảng và sợ đấy, thậm chí là còn giống như là mình cảm giác như mình ngã đến nơi đấy. Thì đúng là có rất nhiều người sợ độ cao, sợ chiều sâu, sợ tốc độ, sợ độ cao. Ví dụ các bạn trèo lên trên căn nhà cao chút, nhìn từ trên ban công nhìn xuống mình cảm thấy rời nổi chết đến nơi rồi, đúng không? Hoặc là mình ra biển mình bơi thì mình cảm thấy hững hững ở dưới chân, là mình cũng cảm thấy rất là hoảng loạn và rất là sợ. Hoặc là mình chỉ đi xe máy hay là ô tô với cái tốc độ cao, mình đã cảm thấy rằng là không thể kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Thì đúng là chúng ta vừa khỏe về thể chất còn lại khỏe về cả cái hệ thần kinh nữa, đúng không? Nhiều người đúng là có lẽ là cái đi đường này cái lá rơi vào đầu cũng tổn thương, cũng kiểu như là giống như là làm thơ những nghệ sĩ đấy. Mình có phải là nghệ sĩ đâu mà tổn thương đến mức độ sâu sắc như vậy, có đúng không? Thì ngược lại cái điều đó là cũng có rất là nhiều người khỏe mạnh nhưng mà cứ kiểu như là tự kỷ ám thị đấy, cảm thấy rằng là mình là người bị tổn thương. Thực ra là cái tác động nó là bao nhiêu không quan trọng, có thể cái tác động đó nó là 100%, nhưng quan trọng là chúng ta là những người có kiến thức, có trí tuệ, mình để cho nó tác động vào người của mình bao nhiêu, đấy mới là cái vấn đề, có đúng không? Chứ không phải là nó tác động vào nó là 100%, nhưng mình để làm sao mở hết tất cả toang người mình ra để cho nó tác động vào người mình 100%, thì làm sao mà không tổn thất, không tổn thương, đúng không? Hoặc cũng có thể là cái sự tác động đấy nó chỉ là cái năng lượng để mà tác động vào cơ thể của chúng ta đấy, nó chỉ là 1% thôi, nhưng mà mình làm sao đón nhận đến mức triệt để mình lại còn cường điệu hóa nó lên, có cảm giác như nó là 100% đấy. Động vào người tôi chết đến nơi rồi đấy, tôi cảm giác như tôi đừng có động vào tôi nữa, đừng có cấu, đừng có chí tôi nữa, đừng có làm tôi đau, tôi chết đến nơi rồi đấy. Có nghĩa là mình cường điệu hóa vấn đề nó lên quá. Nhiều khi các cụ có câu là một già một trẻ bằng nhau, đúng không? Thì đúng, thực sự là như vậy. Mình không kiểm soát được cái cảm xúc của mình, không kiểm soát được cái tâm trạng của mình, dẫn tới là cái tác động ở phía ngoài môi trường mình để cho nó tác động quá lớn, mà nhiều khi là mình còn cường điệu nó lên, dẫn tới là mình chưa có bệnh nhưng mà đã bị bệnh từ trong thần kinh, trong tư tưởng rồi nhé. Thì những cái dạng động tác như này sẽ giúp các bạn là chống được lại những cái nỗi sợ liên quan đến thay đổi cái từ trường của trái đất, có thể là tốc độ, cũng có thể là chiều sâu hoặc là chiều cao. Thôi năn tròn đúng rồi, năn mạnh lên một chút. Năn ngang hai bên,
năn nắc ngư ngang sang hai bên. Thôi nằm xuống, dang hai tay, dang rộng hai tay nhé. Thế vặn người này, chân trái nâng lên, đổ sang bên, vặn sấp người xuống, đầu xoay sang tay trái. Động tác này thì tưởng chừng rất là đơn giản thôi, đầu xoay sang tay trái. Rồi, cô duỗi cái chân này ra một chút xíu. Rồi, động tác này về căn bản ấy thì rất là đơn giản, không có cái gì phức tạp cả. Tuy nhiên ấy, để có thể hướng được cái sự chú ý của mình, toàn bộ đưa toàn bộ giác quan của mình vào trong người của mình và hướng sâu vào trong tận các đốt xương. Các bạn hình dung mà khi chúng ta cầm cái đốt ngón tay chúng ta kéo thôi, nắc kêu nó cắt một cái đúng không? Kêu nó cắt một cái đúng không? Đúng không? Cắt một cái đúng không? Rồi, rồi, đúng không? Đó. Nhưng bây giờ là kéo cái đốt ngón tay của mình nó kêu đến cốc một cái thì không hề khó đâu. Nhưng bây giờ làm cho cái đốt xương của mình nó kêu đến cốc một cái thì lại là cả một vấn đề. Có nghĩa là chúng ta làm sao? Thu toàn bộ giác quan của mình sâu vào trong người của mình, sâu vào trong các đốt xương, sau đó vặn kêu đến cốc một cái như vậy. Thì tất cả những cái sự ức chế, căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí cả những cái acid uric hay là làm sao các cái năng lượng nó không lưu thông vào đó, nó được vứt và vặn đẩy ra ngoài cơ thể của chúng ta. Và chúng ta hoàn toàn đều có thể cảm nhận nhé, khi mình vặn lưng như vậy, cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái đúng không? Sau khi mình vặn ấy, mình cảm thấy rất là dễ chịu, thậm chí là buổi sáng mình đứng dậy mình vươn vai nó kêu nó rắc cái mình đã thấy rất là thích rồi đúng không? Thì đó chính là cái chất lượng cảm xúc của chúng ta nhé. Sức khỏe của chúng ta không chỉ đơn giản là sức khỏe thể chất mà còn là gì ạ? Sức khỏe cảm xúc. Sức khỏe cảm xúc nhé, chứ không chỉ riêng gì là sức khỏe thể chất. Và liên tục có những cái test kiểm tra chứng minh này, việc mình khỏe cơ bắp này chả có liên quan gì đến cái chất lượng cảm xúc của chúng ta cả, đúng không? Và thông qua những cái động tác dạng vặn như này mà đưa sâu cái ý thức của mình vào trong xương sống, thì chúng ta cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mình đang làm gì ạ? Khai phá cái sức khỏe cảm xúc của mình lên, kích hoạt cái sức khỏe cảm xúc của mình lên. Và đúng là người càng nhiều tuổi, càng già tuổi thì chúng ta không thể gọi là thông minh được. Trẻ con chúng ta nhìn thấy đứa trẻ thông minh chúng ta rất là yêu đúng không? Rồi đổi bên, nâng chân trái lên hạ xuống, đổi chân nhá, chân phải nâng lên, nâng chân phải lên, đổ xuống. Rồi đầu xoay sang tay phải. Đối với những đứa nhỏ mà nó trẻ tuổi, nó nhỏ đấy, hoặc là chỉ là chíp chíp 5, 7, 10 tuổi thôi, chúng ta có để ý thấy rằng là các cháu thông minh mà bố mẹ cũng rất là yêu, thậm chí là hàng xóm cũng yêu. Ôi cái thằng đứa trẻ này nó kháu lắm, trông nó kháu khỉnh, trông nó thông minh lắm, ánh mắt nụ cười của nó trông nó khôn ngoan lắm. Và chúng ta nhìn thấy rất là quý mến đúng không? Rất là quý mến, đấy là mặc định tự nhiên. Và người già thì người ta không gọi là thông minh mà tôi gọi là minh mẫn. Và đúng là những người già mà hiểu chuyện ấy, hiểu chuyện và minh mẫn ấy, thì có lẽ là còn được tôn vinh là trở thành lão Phật gia. Các bạn có thể thấy rằng là các những cái bộ phim mà Trung Quốc, Kim Toàn thì không xem được nhiều những cái bộ phim của Việt Nam, nhưng mà bộ phim của Trung Quốc thì Kim Toàn để thấy rằng là ở trong những cái gia đình mà có 3-4 thế hệ trở lên đấy, ví dụ như có cụ này, xong rồi ông bà này, bố mẹ này, bản thân chúng ta này và con cháu chúng ta, có nghĩa là làm sao có 5 thế hệ trong một gia đình hay còn gọi là gia tộc nhé. Và thường mà một người mà nhạy cảm nhất, thông minh nhất, minh mẫn nhất nhà thì người ta gọi là lão Phật gia. Có nghĩa là người ta rất là hiểu chuyện, chuyện gì cũng hiểu. Đôi khi con cháu đi về chỉ là nghe tiếng bước chân đã biết được rằng con cháu mình có mong muốn gì, khó khăn thuận lợi gì, muốn chia sẻ với ông, với bà, với bố, với mẹ để được giúp đỡ, có đúng không? Và thực sự là Kim Toàn để ý cũng khá là nhiều, nhiều các cụ, các cô, các chú rồi. Có lẽ là do cái thời gian mà chu kỳ xã hội các cô chú anh chị sống thì không được học tập nhiều, cũng không được học tập và bổ sung những kiến thức đó trong cái quãng thời gian tiếp theo, dẫn tới là nhiều khi mình đúng là một già một trẻ bằng nhau. Mình có cảm giác như là mình là người già chỉ là người được xứng đáng được tôn trọng thôi, còn nhiều khi đúng là mình còn làm đem lại cái sự mệt mỏi và phiền toái cho cả cái gia đình lớn của mình nhé, chứ chưa nói là đến gia đình nhỏ. Có đúng là trong gia đình của chúng ta giả thiết như có 5 thế hệ như vậy thì đến một gia đình lớn, có đúng không? Xong cho đó giả thiết như chúng ta lại bố mẹ ông cụ của chúng ta lại đẻ ra được 53 người con, và 53 người con lại có những 53 gia đình nhỏ, có đúng không? Và đến bản thân chúng ta, ví dụ chúng ta như bây giờ, như Kim Toàn bây giờ thì lại có một cái gia đình nhỏ của mình gồm 2-3 đứa nhỏ và có vợ, thì có nghĩa là trong một cái gia đình lớn thì có nhiều gia đình nhỏ, và ở trong cái gia đình đó lại còn có nhiều gia đình nhỏ nữa. Vậy thì cái não Phật gia ở trong nhà đấy là một người cực kỳ quan trọng. Đôi khi cũng chẳng cần phải giúp được những cái việc gì to tát cho con cháu cả, nhưng nó giống như là cái ngọn cờ đấy, cái điều gì đó nó liên quan giống như là cái tinh thần đấy, cái thủ lĩnh tinh thần đấy. Thôi nâng chân lên, chụm hai chân vào nhau, đan tay kéo siết, chụm hai lòng bàn chân vào nhau, đan tay kéo siết, nằm xuống, chụm hai lòng bàn chân vào nhau, đan tay kéo siết, thế con rùa. Rồi kéo căng nhá. Và đúng là thay vì cái việc mà chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là mình khỏe và cứng miệng nhận rằng mình khỏe
thì cái việc sức khỏe nó không chỉ ảnh hưởng tốt và tích cực tới bản thân của chúng ta, mà còn làm sao giúp cho cái gia đình lớn của chúng ta ổn định trong một thời gian dài nhất có thể nhé. Kim Toàn lấy ví dụ cụ thể này. Giả thiết như bây giờ các bạn chỉ nghĩ rằng là tôi chỉ cần khỏe này, không cần đẹp, đúng không? Nhưng đấy chỉ là nói miệng thôi. Chúng ta có công thức hay là có kế hoạch, đến ngay cả làm bài thì cũng có phải làm gì, có tiêu đề dàn bài và cái cuộc thi của các con đấy. Ví dụ như là làm bài kiểm tra đấy, thì ít nhất cũng phải có tiêu đề câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Mỗi câu thì chấm một vài điểm thì kết quả cuối cùng mới được 10 điểm, có đúng không? Đến ngay cả cái việc nhỏ xíu như vậy cũng phải có cái kế hoạch. Thì tương đương chúng ta kiếm tiền cũng vậy thôi, cũng phải có kế hoạch, làm cái gì cũng phải có kế hoạch. Thì sức khỏe của chúng ta cũng vậy, để khỏe thì phải có kế hoạch tìm kiếm sức khỏe, chứ không thể nói miệng chung. Và phải có ăn, có học, có quy trình đàng hoàng, chứ không phải là mình làm theo cái cách mà từ trước giờ mọi người vẫn làm. Nếu như từ trước giờ mọi người vẫn làm thì chỉ có những cái loại sức khỏe đó thôi. Thì Kim Toàn có thể lấy một cái ví dụ nữa nhé. Thay vì chúng ta ở xung quanh cái khu vực của mình sống đấy, và chúng ta nhìn thấy rằng những người tầm tuổi chúng ta, hoặc là người già hoặc là người trẻ đấy, thì chúng ta có thể bước ra một cái môi trường mới, có thể là những cái quốc gia phát triển khác hoặc là những thành phố lớn hơn. Thì các bạn có thể để ý thấy rằng nhá, những cái người mà ở cái nước phương Tây, gọi là phương Tây tiên tiến đi, người già họ được chăm sóc rất là tốt và họ vẫn đẹp lắm. Họ vẫn mặc quần áo đẹp, đánh son, đánh phấn, các thứ đầy đủ, làm tóc, mặc quần áo cực kỳ đẹp, đi xe cũng rất là sang trọng, trông họ rất là văn minh, rất là lịch lãm và rất là sang trọng. Thì tương đương như vậy, những cái thành phố lớn ở đất nước chúng ta là nước Việt Nam nhá. Và các bạn có để ý rằng là đúng là rất có nhiều người nhà, người già đấy, người lớn, người trung tuổi hoặc là người trẻ tuổi thôi, họ ăn mặc cực kỳ phù hợp, trông rất là lịch lãm, rất là văn minh và rất là khỏe mạnh. Nhưng ngược lại với điều đó thì có lẽ là ở trong những cái môi trường mà ít tích cực, hoặc là không tìm hiểu sức khỏe, hoặc đơn giản là ở ngoại thành thôi, mình có để ý thấy rằng là các cụ, các cô, các chú, anh chị ở đó là người trông rất là khô, tầm khoảng 50 tuổi đó rồi. Có người thì béo bụng, phệu phạo ra, mặt mũi thì mắt mờ ra, trông nó có cảm giác nó không được đẹp, không được khỏe mạnh. Còn ai đó mà vóc dáng ổn định thì mặt mũi da nó khô lắm, trông nó khắc khổ lắm, trông nó kiểu như nó cằn cỗi đấy. Nó giống như là cái cây ở phía ngoài trời này. Hôm nào đó mà nắng mưa liên tục trong vòng một vài tháng hoặc một vài tuần hay là một vài quý, nó khô, nó cằn cỗi đi, nó giống như là cái cây kiểu như là thiếu năng lượng đấy. Nhưng mà chỉ cần có một vài hôm có mưa thôi là làm sao ạ? Chúng ta cảm nhận đến rằng nó rất là tươi mới và rất là tươi mát, đúng không? Thôi tách rộng, xoạc hai chân, xoạc, đúng rồi, thoải mái thả lỏng nhá. Chúng ta cảm nhận đến rằng là đến ngay cả cái chiếc lá rất là nhỏ, trông nó rất là tươi mát, nó rất là non, nó rất là nhiều sức sống, đúng không? Thì cơ thể của chúng ta cũng vậy thôi. Ngoại trừ cái việc là mình chỉ ăn uống hàng ngày nhá, mình còn phải làm sao? Tập luyện. Và quan trọng nhất là phải có ý thức tìm kiếm cho mình một cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Có nghĩa là phải có kế hoạch. Chúng ta muốn khỏe thì chúng ta phải làm những cái gì? Ví dụ, sáng là phải ăn đúng giờ, đúng không? Uống nước thì phải đúng giờ, đi vệ sinh đúng giờ, đi ngủ đúng giờ. Có nghĩa là tất cả mọi thứ là phải có cái kế hoạch, chứ không chỉ có nói chuyện chơi chung là muốn nhưng mà không có kế hoạch, hoặc muốn và có kế hoạch nhưng lại làm theo cái kế hoạch của riêng mình. Làm gì có chuyện mà chúng ta giỏi ở một lĩnh vực mà lại giỏi ở tất cả các lĩnh vực, đúng không? Và bác sĩ sinh ra để làm gì? Để làm cho chúng ta những cái việc mà mình không làm được, cũng giống như Kim Toàn thôi. Các bạn có thể là không có những cái kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, thì các bạn cứ kết nối với Kim Toàn. Kim Toàn sẽ cho các bạn những cái test kiểm tra hoặc những cái bài tập để các bạn biết được rằng mình đang vướng mắc ở đâu, mình đang cần và thiếu phải bổ sung cái gì. Thì đây là cái bài kiểm tra mà Kim Toàn muốn chia sẻ với các bạn thông qua là cô người mẫu 67 tuổi, cô Đào 4. Và cô đã tập với Kim Toàn hơn chục năm rồi. Mặc dù cô tập thì cũng không tuyệt vời lắm đâu, hơi tuyết tuyết một chút, có nghĩa là hơi lôm côm tuyết tuyết một chút. Tuy nhiên thì cái lợi ích cô nhận được cũng rất là lớn nhá. Thôi buông tay, thả lỏng, giữ chân ra thư giãn. Bài tập đến đây là kết thúc, thoải mái và thả lỏng thư giãn thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái bộ video tiếp theo cùng với Kim Toàn. Và các bạn lưu ý một chút xíu nhé, để cho Kim Toàn có nhiều cái cơ hội truyền tải những cái kiến thức và chuyên môn của mình tới cộng đồng. Cái thuật toán của YouTuber là họ chỉ thấy những cái video nào đó mà có nhiều lượt thích, nhiều lượt chia sẻ comment thì họ mới cho nó nổi cái video đó lên. Thì các bạn có thể giúp Kim Toàn bằng cách là nhấn cái nút thích, nút like ở trong cái video của Kim Toàn, để Kim Toàn có nhiều cơ hội chia sẻ những kiến thức của mình tới cộng đồng nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo cùng với Kim Toàn nhé.